Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Sorry anh em, bởi vì là mấy ngày hôm nay mình đã không thể đăng clip đều đặn cho mọi người được, bởi vì là mình còn bận về quê chụp ảnh cưới cũng như là set up một số những cái thứ liên quan đến cái tiệc cưới của mình sắp tới nữa. Vì vậy là anh em hết sức thông cảm cho mình nhá. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay ấy, mình đã nhận được cái thông tin là có một cái bộ thần giáp nữa ra mắt rồi. Và đây là bộ giáp vàng thứ hai của PUBG Mobile được ra mắt. Mình nghĩ là nếu mà đã có cái bộ giáp thứ hai này thì sẽ còn có những bộ giáp thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 nữa. Vì vậy là sẽ có rất nhiều những cái bộ thần giáp như thế này nữa anh em ạ. Thì lần trước chúng ta có bộ giáp lửa rồi, lần này thì chúng ta sẽ có một bộ thần giáp anh em ạ. Trước là ma giáp, bây giờ là thần giáp, thì mình cứ gọi hết tất cả những cái bộ giáp mà có màu vàng, gọi là màu vàng ấy, cái phẩm chất màu vàng ấy là thần giáp hết anh em nhé. Còn những cái bộ thánh giáp thì chúng ta không bàn tới, bởi vì thánh giáp nó vẫn là một cái thứ gì đó nó đỉnh cao anh em ạ. Mặc dù phẩm chất của nó chỉ là màu đỏ thôi, nhưng nó vẫn ăn đứt những cái thánh giáp, những cái thần giáp màu vàng này anh em ạ. Thì bộ thần giáp này ra mắt buổi sáng ngày hôm nay, cho nên là mình cũng cố gắng ém lại để đến tối nay về lại Sài Gòn thì mình quay clip cho nó nét hơn ấy. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ bỏ ra khoảng độ đâu đó là 10.000 UC thôi anh em nhá, để mình quay cái bộ thần giáp này, cố gắng lấy cái bộ thần giáp này để review cho anh em đó. Thì không biết là 10.000 UC liệu rằng có đủ để lấy cái bộ thần giáp hay không. Nếu mà ra được cái đầu ấy thì tốt anh em ạ. Còn nếu mà nó không ra cái đầu ấy thì thôi, mình sẽ lấy bộ thần giáp thôi anh em nhá. Đó. Rồi, không làm mất nhiều thời giờ của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào một cái thủ thuật mới. Cái thủ thuật này thì một bạn đã comment ở trên video của mình quay thần giáp lần trước ấy, thì bạn ấy bảo là mình hãy quay những cái hòm này trước, sau đó thì hãy quay cái hòm lucky sau. Thì ok, hôm nay mình sẽ quay cái hòm này trước. Nói chung là hòm vàng nhưng mà cũng khá là tốn kém này anh em ạ. Với những ác mà kiểu như thế này ấy, hòm vàng nó tốn kém lắm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 lần hòm vàng. Sau đó chúng ta sẽ vào cái vòng quay thần giáp. Rồi, vòng quay thần giáp thì chúng ta sẽ quay thêm 5 lần nữa anh em nhá. Đó, một cái ba lô ngày anh em ạ. Nói chung là những cái đồ ngày mình không cần thiết lắm. Lần thứ 3 này, lần thứ 4 này và lần thứ 5 này. Rồi, nghe vẻ cái khẩu M24 này là một trong những khẩu khá là đẹp. Lần trước mình quay cái bộ ma giáp mình đã thấy rất là đen rồi, thì không biết là lần này mình quay bộ thánh giáp thì liệu rằng mình có thể hết đen không anh em nhá. Thần giáp là mình không quay được cái món nào vĩnh viễn hết anh em ạ, mà mình phải sử dụng điểm để đổi. Mình sẽ xem những cái mốc, xem là nó có những cái gì nào. Ai già, không có gì nhiều anh em ạ. Đây có một, như vậy là quay 200 lần là chúng ta sẽ có hai cái viên ngọc để đổi. Để đổi được bộ thần giáp này chúng ta cần 6 viên. Nói chung là giống cái bộ ma giáp thôi anh em ạ, không có gì để nói nhiều về cái bộ thần giáp này cả. Nào, skip luôn. Ôi dồi ôi, và con tim đã vui trở lại. Phát đầu, ôi, phát đầu được luôn viên ngọc này anh em ơi. Ui, được của nó thật sự luôn đấy anh em ạ. Mà nếu mà nó mà ra luôn cái bộ thần giáp thì tuyệt vời anh em nhờ. Ui, vai trưởng ạ, ra luôn cái ba lô. Ui, xịn. Ui, có vẻ như lần này sẽ là lần may mắn của tôi anh em ơi. Nào, cố lên. Skip. Rồi, chưa thấy lucky tụt là biết rồi anh em ạ. Lắc. Úi dồi ôi, lại tụt tiếp anh ơi. Ui, quá ngon luôn. Thế này thì quay đến 200 lần chắc chắn là sẽ được 6 viên rồi anh em ạ. Bây giờ nó ra cho mình cái nón anh em ơi. Mình cần cái nón anh em ạ. Bởi vì chắc chắn là bộ thần giáp này mình sẽ chỉ quay khoảng độ tầm 200 lần là mình có rồi. Mình đảm bảo anh em luôn, 200 lần là chắc chắn có. Đấy,
đêm rồi vợ mình nhắn tin, ôi ôi hai viên ngọc anh em ạ, à, vãi nồi, trời ơi hai viên ngọc đủ má con cá, trời ơi chết rồi má, đêm hôm rồi mà cứ phải hét lên để mấy hàng xóm nghe được chắc là má trầm cảm vãi nồi. Hai viên ngọc anh em ạ, à, vãi trưởng ạ, à, trời ơi thế này thì quay 200 lần thì chắc chắn được rồi. Má không bù cho lần trước mình quay ma giáp anh em ạ, lần trước quay ma giáp đen dã man luôn, lần này quay thần giáp thì ui dã man đỏ. Như vậy nhá, là mình đã có 4 viên ngọc rồi, mình có cái ba lô rồi, bây giờ mình chỉ cần quay được cái mũ nữa thôi thì đảm bảo anh em nhá, nếu mà quay được cái mũ nữa mình sẽ quay nốt cái khẩu M24 luôn anh em ạ, chắc chắn luôn, nếu mà nó ra được cái mũ mình sẽ quay nốt cái khẩu M24. Vu vơ ra luôn khẩu M24 vĩnh viễn thì thật sự với anh em là điểm ngọc không biết đổi để làm cái gì luôn. Rồi vẫn là M24 ngày thôi anh em ơi. Nhưng mà mình có niềm tin là sẽ có một món vĩnh viễn nào đó. Một là cái mũ, hai là khẩu M24 sẽ xuất hiện anh em ạ. Sẽ có một trong những cái món đấy xuất hiện. Mình có niềm tin anh em ạ, mình có niềm tin. Một niềm tin. Ôi, chết cha, từ nãy giờ cứ mãi nói chuyện mà thấy Lucky không tụt luôn. Lucky mà không tụt là ăn toang đấy nhá. Bao nhiêu rồi? Mình quay mất bao nhiêu rồi? Chưa được 100 lần đúng không mọi người? Thoải mái đi. Ờ, ấn nhầm rồi. Ấn nhầm skip anh em ạ. Mẹ, tôi thề với các bạn nhá, cái cảm giác quay ấy mà ấn skip ấy, nó cụt hứng dã man luôn anh em ạ, nó cụt hứng cực kỳ. Ui lại ra viên ngọc nữa rồi, ui ra luôn cái nón anh em ơi. Trời ơi, ra luôn cái nón luôn, được chưa các bạn? Ui thế này phải lấy M24 rồi anh em ạ, thế này phải mới lấy M24 rồi. Bây giờ đã có 5 viên ngọc nhá, mà quay đến mốc 200 là chắc chắn có thêm 2 viên ngọc nữa, là tức là chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 viên ngọc rồi. Vậy là chỉ cần thêm 2 viên ngọc nữa thôi là mình có luôn khẩu M24 anh em ạ. Khẩu M24 cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn hiệu ứng nó này, đẹp không? Các bạn công nhận nó đẹp không? Bây giờ thêm 2 viên ngọc nữa liệu rằng có được không nhở? Nếu mà không thêm được 2 viên ngọc thì thêm 1 viên ngọc thì mình sẽ đổi Không, chắc chắn là mình sẽ lấy khẩu M24 anh em ạ. Chắc chắn. Nó mà ra luôn khẩu M24 vĩnh viễn thì tôi nói thật với anh em là dừng cuộc chơi luôn anh em ạ. Dừng ngay cuộc chơi để mà đổi ra cái Elimotion luôn. Thật sự luôn đấy các bạn ạ. Mà thề luôn anh em ạ, tôi không nghĩ là ngày hôm nay mình đỏ được đến cái cỡ như vậy luôn ấy. Mà cầu cái gì được cái đấy ạ. Bảo là ra thêm cái nón ấy thì chắc chắn là quay tiếp M24. Mà ra thật, đủ má con cá, không thể tưởng tượng nổi. Dã man thật. Bây giờ ra thêm viên ngọc nữa là đẹp này. Ra thêm 1 viên ngọc nữa là đẹp. Không có rồi. Thế thể luôn ấy. Bây giờ đã là khoảng độ tầm 11 rưỡi đêm rồi. Mấy hôm nay mình còn đang bị viêm họng bởi vì mình ra ngoài Bắc ấy. Mình cái đợt thời tiết nó hơi độc một tí cho nên là mình không quen. Mình đã quay 155 lần rồi, còn 55 lần nữa anh em ạ. 55 lần nữa. M24 nào. Come on. Một khẩu M24 nữa rồi anh em ạ. 55 lần nữa là tổng cộng mình có nhận hai cái mốc này nữa là mình có 7. Mình có 7 viên ngọc. 7 viên ngọc mà bộ thánh giáp 6 viên. Ờ, nếu mà bây giờ mình dừng lại tại đây thì là vừa đủ anh em ạ. Nhưng mà thôi, cứ quay đủ 200 lần anh em nhá. Cứ đủ 200 lần đi. Biết đâu được đúng không? Người ta bảo rồi, đã theo đuổi là phải theo đuổi đến cùng anh em ạ. Không có kiểu gọi là dừng giữa chừng được. Biết đâu lại ra luôn bộ thần giáp thì tôi nói thật với anh em, ngọc này không biết để làm gì luôn. Có tặng được không mọi người nhở? Kiểu mình có rồi ấy, thì mình có tặng được không? Chứ nếu không là dư ngọc à? Không có rồi. Thêm nào. Lucky 98 trên 100 rồi. Vậy là chắc chắn viên ngọc nó sẽ ra rồi.
Đó, bây giờ mà từ bây giờ. Đó, viên ngọc này là viên ngọc chắc chắn rồi anh em ạ. Đầy 100% lucky rồi. Bây giờ quay thêm 5 lần nữa. Ờ thôi mình cứ quay thêm 10 lần nữa đi để đủ cái mốc 200. Để xem là nó có ra khẩu, ra thêm một viên ngọc nữa không mọi người nhá. Ngọc đi, ngọc đi, ngọc đi, ngọc đi. Ngọc. Ngọc để đổi khẩu M24. Rồi không ra viên ngọc rồi. Ok 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 anh em ạ, từ từ đã. Để tôi ngẫm nghĩ lại một chút xíu đã anh em nhá. Hôm nay quay như thế là quá đỏ rồi đấy mọi người ạ. Chả còn gì để mà mất nữa. Ôi mấy cái này đâu có quan trọng đâu mọi người. Đó, như vậy là có 8 viên ngọc rồi. Mà khẩu M24 cần đến 3 viên nữa. Tức là tổng cộng mình phải có 9 viên ngọc anh em ạ. 9 viên. Không mà khẩu M24 nó cũng đẹp thật mọi người ạ. Thật sự đấy. Không phải là mình nói gì đâu, nhưng mà khẩu M24 này, các bạn nhìn nó chất không? Quan bản là nó có cái hiệu ứng này này anh em này. Đó, cái hiệu ứng này mà súng nâng cấp cũng có. Mỗi tội nó không có hiệu ứng diệt thôi. Chứ đây này, cầm lên nó là quá ngầu luôn mọi người ạ. Liệu rằng mình có lên dừng cuộc chơi tại đây không nhở? Còn hai vé nữa thì mình sẽ lấy cái Animation này. Và một cái ngọc nữa thì mình sẽ bỏ. Mình sẽ chả cần để làm gì nữa. Có lên lấy không anh em nhở? Bởi M24 cũng ít khi mình bắn đấy. M24 ít khi mình bắn lắm luôn đấy mọi người ạ. Thật sự. Bề quay thêm thì nó kiểu bị dở hơi anh em ạ. Thôi, tôi quyết định rồi. Chúng ta sẽ quay để lấy bằng được khoảng M24 nhé. Thêm một viên ngọc nữa thôi anh em ạ. Thêm một viên ngọc. Càng ra sớm càng tốt anh em ạ. Bây giờ mà nó ra khẩu M24 nữa thì thôi, tôi nói thật với anh em, không còn gì để nói luôn đấy. Thật sự. Tụt lucky đi. Tụt. Tụt lucky, tụt lucky, tụt lucky, tụt lucky. Ngọc, 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 ngọc. Đừng nói là phải đủ 100 nhá. Không thể đen đến như thế được. Không thể đen đến như thế được. Ngọc đâu, xuất hiện đi. Trời ơi. Mấy pha đầu nó tụt ngọc liên tục anh em ạ. Mấy pha sau này. Ôi. Cái nồi. 12 giờ đêm rồi đấy. Ôi anh em ơi. Giờ này giống như kiểu giờ vàng để quay đồ ấy. Ôi thề luôn đấy, lần trước quay ma giáp nó đen bao nhiêu thì lần này nó quay thần giáp nó. Ôi. Phun luôn rồi. Thế này. Ôi. Dư nhiều ngọc dã man luôn. Không tặng được. Không tặng được. Ôi dã man thế nhở. Vãi nồi ạ. Phun hết luôn. Còn sót mỗi khẩu M24 nữa thôi anh em ạ. Ra mũ, ra giáp. Mà ra ba lô luôn. Cái nón này thì thề luôn, cái nón ba xấu anh em ạ. Cái nón ba không có gì đẹp cả. Nó không ra là cũng được anh em ạ. Cái dù thì tôi thấy kiểu mà nó kiểu cồng kềnh ấy. Mình cũng không thích. Trong đây mình thích đúng ba thứ rồi. À bốn thứ. Một là cái nón này, bởi vì cái nón này nó có cái hiệu ứng anh em nhìn thấy không. Hai là cái bộ thánh giáp này. Ba là cái ba lô này. Và 4 là khẩu M24. Ra hết luôn mọi người ạ. Vãi nồi ạ. Dư 8 viên ngọc. Vãi trưởng ạ. Điều thì tưởng tượng nổi. Uầy, không tặng được nhở. Thề luôn anh em ạ. Tặng được thì tôi tặng vợ tôi một bộ thần giáp luôn. Uầy, dã man ạ. Điều thì ngờ được. Dư 8 ngọc. Quay full hết những cái thứ mà đẹp nhất ở trong cái vòng quay này có hết luôn. Trời ơi, dã man. Không thể tưởng tượng nổi anh em ạ. Không thể tưởng tượng nổi là những gì mà tôi đang kiểu mà bảng hoàng vãi nổi luôn ấy. Mà thề luôn ấy. Trời ơi. Mà người ta bảo là đỏ tình thì đen bạc. Đây người ta đỏ hết cả mọi thứ luôn mọi người. Hay là anh chị làm trong ban vận hành của PUBG Mobile biết được em sắp có tin vui đúng không? Nên mà mọi người búp may mắn đúng không? Búp lucky cho mình rồi anh em ạ. Vai trưởng thôi. Thế này thì cũng thoải mái mà.
mà chẳng bị rồi chứ còn chờ đợi cái gì nữa. Mua hết anh em ạ. Giờ nó là gọi là đại gia rồi. Tất nhiên là mua cái dù. Ma cái dù ba. Cái dù ba viên ngọc anh em ạ. Cái dù đất vãi cả họ ra. Ma thề. Cái dù đất vãi cả họ mà hôm nay tôi chơi luôn anh em ạ. Họ chưa bao giờ tôi cảm giác mình giống như kiểu một đại gia quay đồ đến như vậy luôn mọi người ạ. Vẫn cần dư một ngọc nữa, không biết để làm gì luôn anh em ạ. Thôi vứt đấy, không thèm dùng nữa. Trời ơi, bộ thần giáp. Ui rồi ôi, khủng khiếp mà. Cái gì vậy? Không thể tưởng tượng nổi luôn đấy mọi người ạ. Trời đất ơi, mẹ nó đẳng cấp dã man luôn ạ. Quay được cái bộ thần giáp mà không cần phải đổi điểm. Tổng cộng mình mất khoảng độ đâu đó là 12.000 UC để phun vào anh em ạ. Phun tất tần tật luôn. Thiếu đúng cái mũ 3 thôi, nhưng mà cái mũ 3 nó xấu anh em ạ. Không thèm lấy làm gì cả. 12.000 UC phun vòng. Nhân phẩm nó phải gọi là bố của đỏ chứ không phải là đỏ nữa anh em ạ. Bố của đỏ rồi. Rồi, cảm ơn anh em một lần nữa vì đã xem hết clip này. Và các bạn cảm thấy sao về cái màn quay đồ này của Tuấn HC? Các bạn có cảm thấy ma nó vỡ hòa cảm xúc giống như mình không? Thề luôn, bây giờ là 12 giờ rồi mà quay kiểu ma quay mà tôi không thể kìm nén được luôn ấy. Cái giọng của mình nó sắp giống kiểu nó sắp xé cả ra rồi. Cảm ơn anh em nhá. Và nhớ like cũng như subscribe để mình có thêm động lực đem đến cho các bạn nhiều clip hay hơn như thế này nữa. Cảm ơn, tạm biệt mọi người. Bye bye.